một buổi chụp hình cô dâu của tôi sẽ như thế nào? Hai, các bà lại là Su Trinh nè. Sau bao lần các bà yêu cầu tôi sống ảo với váy cưới thì bữa nay tôi có cơ hội để quay cho các bà xem rồi nè. Ok mà, muốn làm cô dâu thì phải có váy cưới. Sau một hồi được chị tư vấn bày 749 chiếc váy thì tôi đã kết ngay em này nè. Qua tiệm cưới này như kiểu tôi lạc vào phòng thay đồ của công chúa á các bà. Quá ư là rộng rãi luôn. Vậy mới đã cái nơi của tôi mà tính tôi nó khó. Đi lựa váy mà phải lựa váy nào độc mới được. Cái chị tư vấn kiểu có em, đây em đủ độc đủ lạ với em chưa nè. Chị hiểu ý em quá à. Vậy mới đủ lồng lộn với em nha. Rồi nhìn con mannequin nó mặc vậy rồi ham hố xíu tôi mặc được không trời. Thôi giờ vô make up trước đã rồi tính sau ha. Qua đây là bữa nay tôi được take care đến tận răng nha. Chứ nói ra tôi đâu có đủ trình tự make up cô dâu. Phải nhờ đến chuyên viên mới được nè. Và sau một tiếng, đây là thành quả của tôi. À không, của anh chuyên viên của tiệm mới phải chứ. Giờ tôi sẽ biến hình cho các bà xem nha. Ta-da. Ôi là trời, nhìn là muốn cưới ngay rồi đó các bà. Cái váy này là tôi mặc để đón khách quan viên hay họ ở sảnh nè. Tôi tính trước vậy đó. Còn đây đây, em váy này để bước lên sân khấu nha. Mặc như này thì ai dám độ lại cô dâu nữa đúng không các bà? À cảm ơn anh chị bên Lucky, anh và em đã hỗ trợ nhiệt tình cho em buổi hôm nay nha.